Alo, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đọc Một Số, kênh Sơ Cầu Miền Bắc của mình. Vâng, hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 20 tháng 12. Và lời lối đầu tiên thì chúng mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video. Có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cũng như gặt hái được nhiều thành công cho công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với những số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 12 và quay trở lại với mọi người của buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo ở hai vị trí đường cầu. Giờ thì đối với vị trí cầu đầu tiên thì mình sẽ gửi đến đó cho vị trí của đường cầu sông thủ đô. Ở vị trí đường cầu thứ hai là cầu đề. Và từ cầu đề thì mình sẽ khai triển thành dàn đề. Và từ dàn đề thì mình sẽ nhận định đối với vị trí của đề kết để cho mọi người tham khảo vào ngày mai là thứ tư của ngày 21 tháng 12. Và tất cả những cái đường cầu và nhân số mình đưa ra thì hoàn toàn là tham khảo, không có chuẩn 100% cân nhắc tất cả mọi người trước khi theo dõi video. Ai trùng máu kết thì có thể chơi nhẹ nhàng, trả đá bia hơi. Còn ngược lại, không trùng máu, không kết thì có thể theo dõi video, like video và đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì mình xin cảm ơn tất cả anh em rất chỉ nhiều. Và hơn thế nữa thì mọi người có thể bình luận, comment những cái đường cầu, những cái con số mà cá nhân mọi người cảm thấy đẹp hoặc đàn thông. Link video cho tất cả mọi người cùng tham khảo anh em nhé. Và những con số nào được nhận định cho ngày mai thì ngay bây giờ mình sẽ đi chia sẻ cho tất cả mọi người cùng theo dõi và quay trở lại với chương màn ảnh của chúng ta đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay về vị trí ra đặc biệt thì ngày hôm nay có cho mọi người là con số 48 3 càng 448 và cả bộ số là 40 448 ở vị trí lô hai nháy thì có cho mọi người là con số 60, con số 60 tiếp tục vị trí thứ hai là con số 73 ở vị trí lô kép thì có cho một người là con số kép 00 nó tiếp tục vị trí con số kép 99 bằng kết quả mở thưởng ngày hôm nay ra cũng tương đối là đều À, không có đầu nào bị cầm cả à, thường thường nó, mỗi đầu nó ra từ 3 số cho đến hai số có hai cái đầu nó chiếm nhiều nhất là cái đầu không và đầu bảy à, đầu không thì có thêm là không ba và không cũng như đầu 7 thì có thêm là 74 và 78 giờ thì vừa qua mình cũng điểm lại cho mọi người một chút về những cái chi tiết nổi bật của bảng kết quả và đối với bảng kết quả mà thưởng hiện nay thì cũng sẽ được gửi lời chúc mừng đến toàn thể mọi người khi theo dõi trên kênh mình cũng chiến thắng được cả hai đường cầu là về vị trí của đường cầu lô tô và vị trí đường cầu giải đặc biệt thì ở vị trí đường cầu giải đặc biệt thì cũng khá là tuyệt vời Thì mình đã đưa cho anh em về vị trí của tứ thủ đề, đó chính là hai con số 131 và cặp 484. Đó thì mình đã chốt cho anh em một cái dàn nó dao động 12 số, một đường cầu duy nhất thôi, đúng không? Nó chỉ có 12 số. Và từ 12 số này thì mình tối giản lại cho mọi người là hai cặp kết thì mình có đưa ra ở trên đây anh em có thể nhìn thấy khá là rõ. Thì giải đặc biệt ngày hôm nay thì cũng đã trùng với vị trí của tứ thủ đề mình đưa ra. Ở không chỉ vậy thì ở vị trí đường cầu lô tô thì mình cũng có gửi đến một người một cái cặp song thủ lô duy nhất như mọi người thì thể nhìn thấy trên màn ảnh đây đó chính là vị trí của cặp 7887 thì bản kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì cũng đã trả về cho mọi người đánh số 78 78 ngày hôm nay thì ra không quá sớm đâu anh em ạ nhưng mà nói chung là nó ra bất cứ ở một cái vị trí nào sẽ bằng kết quả mở thưởng thì chúng ta cũng được chiến thắng rồi đó, nó ra ngày hôm nay nó ra bộ số thứ ba của giải bảy ok thì một lần nữa xin chúc mừng tất cả mọi người chiến thắng cả lô cả đề cho ngày hôm nay rồi thì tiếp tục quay trở lại với vấn đề chính cho ngày mai thì với cái vị trí đường cầu đầu tiên mình chia sẻ sau đây là về cái vị trí của đường cầu sông thủ lô ở vị trí đường cầu song thủ lô ấy thì nó là một cái sự kết hợp của vị trí giải nhất và vị trí giải ba mình sẽ phân tích cái đường cầu này nó chạy bắt đầu từ ngày 19 cho ngày hôm nay ngày 20 Đó giải nhất thì chúng ta lựa chọn đối là con số đầu tiên tiếp tục xuống giải ba chúng ta cũng lựa chọn cho mình là có con số đầu của cái bộ số thứ sáu cái vị trí này xuất hiện là con số 7 bên dưới xuất hiện số 8 kết hợp với nhau chúng ta có đầy đủ của đó chính là cặp 7887 cho ngày hôm nay rồi bây giờ mình sẽ phân tích ở cái bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay cho ngày mai đầu tiên là về cái vị trí giải nhất chúng ta lựa chọn là con số đầu tiếp tục xuống giải ba chúng ta lựa chọn là con số đầu của bộ số 6 hai cái vị trí này lần lượt nó xuất hiện là con số 2 và con số 1 chúng ta kết hợp với nhau chúng ta có cho mình là cặp song thủ lô đối chính là 2112 đánh giá về cặp số này thì đây là một cái cặp lô rơi bởi vì sao bởi vì ngày hôm nay cái con số 12 và con số 21 nó đã ra cả cặp cho ngày hôm nay và nếu mà để nói về cái tỷ lệ mà nó ra cả cặp thì nó cũng sẽ cực kỳ là dễ rơi nhá và thống kê trên cầu cặp ý, thì hiện tại cái cặp 121 nó ra là 21 lượt Cứ tính là 20 đi trong khoảng 1 tháng gần đây thì nó đang rơi vào cái tỷ lệ 2 phần 3 Thì đối với cái tỷ lệ này ý, thì mình cũng đã nhắc nhở với tất cả mọi người khá là nhiều Là càng về cuối năm thì hội đồng sổ số, số ấy, quay càng chi là ảo Nên chính vì vậy là về vị trí của rơi đi chăng nữa thì chúng ta không phải lo về cái vấn đề đó và thậm chí đề nó còn rơi nhiều như vậy anh em có thể để ý là cái khoảng thời gian tuần trước đúng không nó ra cực kỳ là rơi nhiều trong vị trí chạm đề và nên chính vì vậy thì vấn đề này chúng ta không phải cần phải đáng lo ngại và với cái quan điểm cá nhân của mình thì mình vẫn tự tin với anh em là anh em có thể là lựa chọn cho mình cái cặp số 2112 này rơi cho ngày mai rồi tiếp tục ở vị trí đường cầu thứ hai là bài vị đường cầu giải đặc biệt thì ở vị trí đường cầu giải đặc biệt thì chúng ta chiến thắng được đó chính là cái sự kết hợp của giải tư và vị trí giải năm đó, đây nhá. Giải tư này, mọi người lựa chọn cho mình là cái bộ số thứ ba. Tiếp tục này. Kết hợp này. Đó, kết hợp cho mình là gì? Con số đầu này. Của ba bộ số thứ nhất, thứ hai, thứ ba của giải 5. Thì khi con số 8 ở đây nó kết hợp với vị trí con số 4 ở trên này này thì chắc chắn rồi, nó đã trả về cho cặp 484 cho ngày hôm nay. Đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này. Phân tích ở cái bảng kết quả mở thưởng chúng ta sẽ có ngày hôm nay nhận định cho ngày mai giải tư giải năm này rồi chúng ta thấy đây chúng ta xuất hiện là con số 2 con số 6 và con số 0 kết hợp đây chúng ta có con số 5 con số 4 và con số 2 con số 2 kết hợp bên dưới trước chúng ta có 252 chúng ta có 242 và chúng ta có con số kép 22 con số 6 kết hợp chúng ta có 656 chúng ta có 646 và chúng ta có cặp 626 con số 0 thì chúng ta có 050 040 và vị trí của 020. Rồi. Đối với cái dàn này thì nó sẽ có là 246 này, 12 này, 14, 16, 17 số anh em nhá. Dàn này hiện tại đang có cho anh em là 17 số. Thì với những anh em mà chơi riêng về đề thì mình cũng không thấy có quá là nhiều số. Và tiếp tục từ cái 17 số này mình lại tối giản cho anh em ở vị trí tứ thủ đề. Thì ở vị trí cặp tứ thủ đề mình xin gửi đến mọi người hai cặp số sau đây. Đầu tiên mọi người có thể tham khảo cho mình đó chính là về vị trí của cặp 252. Và vị trí cặp số thứ hai mọi người có thể tham khảo cho mình, đó chính là cặp số 626. Đây là về vị trí của hai cặp số tứ thủ đề. Một cá nhân mình lựa chọn cho anh em. Anh em nào mà ít vốn, anh em thể chơi cho ngày mai. Rồi, thì vừa qua mình cũng đã phân tích cho mọi người đầy đủ về hai vị trí lô và đề. Anh em chơi lô thì nó có thể tham khảo lô, và anh em nào chơi đề thì có thể tham khảo đề. Và cũng như mọi ngày thì cái thời lượng của video mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Một lần nữa thì mình xin chúc tất cả mọi người buổi tối xem video thật là vui vẻ. Cũng như ngày mai chiến thắng với tất cả những con số anh em lựa chọn và con số mình đưa ra. Và đừng quên là dành lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh của mình nhé. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Xin hẹn mọi người ở buổi tối ngày mai.